Con thấy ván thì thở thấy rồi. Đưa tới nữa nữa. Bóp 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 bóp. Nổi rồi, nổi rồi, nổi rồi. Bóp 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 bóp. Tụi tao tự đâu á. Ok, chúng tìm đó. Đúng đúng rồi, 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 nghe thấy thì nghe thấy. Con chạy đi, kìa. Đi qua bên đây, chạy luôn, qua, về qua bên đây luôn. Lì ra ê đây ngoài nít rồi nè. Kẹo cái chân bản đấy, bán cái kẹo dưới thì buộc lại, buộc dưới lại dưới đi nữa, buộc từ lối đi. Lại này tao bắt này đi chạy với. Buộc cái anh. Một đôi tin nhân. Còn đi giòn có đâu nữa thề.
con gì nữa? Hai con, đâu nìm con rồi. Con đâu đi ăn trước, con là ăn sau. Ta nhiều ngay rồi. Đi rồi con đi đi. Loại này hay đi cặp về. Ta kẻ mới lưa lên, chạy ngang, xong xin thẳng nhé. Con chạy được em bị. Bớp tươi sống, đem vào bàn cá. Từ đúng rồi. Ui, ăn cho mô bên đi sức mỏ nè. Hả? Bên mỏ lên sức nhá. Đây là mười ra đấy. Là nó từ trong đen ngồi nhớ lại. Ăn là ngọt quá. Bên đây có hai thuyền của nhân tật đầu sát biến luôn, cách 20 mét. Tắt. Chạy không? Đinh mặt. Đi về ly tắc rồi, chuột tắc rồi, đi ra bảo biển một chớm một quay đi toàn là chèn gió đi, đi gì đấy rồi muốn lăng chạy tới an toàn là trên hết. Qua tên hôm tối cho vô đến hôm ấy về chỗ chứ nè. Lao 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 lao. Là biệt rồi, máy là lâu gọt bìm chú rồi. Lâu rồi, lâu. Từ từ, đừng nữa. Lâu, lâu, lâu. Đây, ngồi đây đi.
Rồi. Tê ơi. Ngoài ngoài ngoài. Ủa đừng gặp lại. Chị Tê chưa đưa. Chuyện giáo. Chuyện giáo thời đại thôi. Con đi to con nóng. Không có hộp ra được. Chắc chứ rồi. Tất cả. Để cái lè, cái lè bố cấu mà ngoài nhé. Ngoài được. Phải có đơn thứ. Kem thì ủa mà ạ cơ hết. Để kem không? Kem nhé. Thả lấy kinh thật hay. Ồ mà tổng một hồn lúc. Nó nói như ra đó. Kích mắc cái nó không ra được. Mặt mẹ thì cứ đi hẳn thôi. Mùi giòn kì. Dạ không. Thịt bẹt đấy. Xô má ngồi đấy. Thì kia mới đặt cái gì đi. Mặt tông đi luôn. Được chứ vì mày đây lại lắm rồi à, nặng tội quá ngu chơi quá. Không nghe kìa Hiếu ơi. Ừ đang biệt tay ấy. Mà chứ gọi à. Rồi gọi trong cái bản đang bản đôi chứ chưa có bản khách chứ gọi. Bản gì? Cứ kêu xe. Thôi mắc có lại không? Ủa? À, bảy giờ mắc được. Chắc chắn là mắc rồi. Mắc chứ. Năm nữa. Thôi. Mắc thả được nâng nữa. Để sư phụ đậm quá nhé. Mắc này đấy. Mắc hỏi sao không? Mắc cơ. Mô hát đùi bao nhiêu cấu rồi. Mắc nó nổi mái chứ. Rồi có ai đi nè. Dạ. Đây là tơi néo rồi. Đây. Cam sai sai cam cam mà cam biết nó rồi ngoan ơi cam nữa ui. Còn đi cầm ngăn lưng luôn.
rồi phòng xin gai ép kêu đấy tuộc lá đấy rồi tuộc lá rồi chưa đã rồi mau đi con đi cầm mày cầm nữa đưa được anh đi phơi cái chứa à mới đi mới chiều đấy mới đoàn lấy ngôi đường đó kia mà đâu cô Thiên Thiên đi lên trắng lục mọc mùi bỏ xuống tiếp về giờ lên năm ngày rồi đang làm cá chỉ người ta vui nữa không hiểu sau là đền bên con bên kia là bảo động cái dòng con đấy thì con cú cái cầu cầu lại thì mày dò ta để nó biết bay thì mà đây là chính mà nó trói súng quá mua nghe gió con bạn tôi luôn súng pháo á đưa pháo á đưa chi á đưa pháo chứ bố về kể con súng ba nữa súng bố ăn xà cái điểm tay được mấn quá coi cho cô đó ôi 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 chụp chụp đi giống như con mày sẵn cái bọn nước ngoài đây cố vậy cũng lín quay vậy quay lín luôn đi gọi là bố à, làm gì nữa quay được bố đừng tin đi đi anh quay quay ra chứ xuống dưới đây anh bỏ cái cân giống như cái mày nó đây quay vậy quay lín lư thì bò này lâu lắm trục sải vào vớt một lứa cá mè một lứa ngồi ngoài ơi câu của Hiếu có khác loài ni nọc luôn hề có con này nọc ơi
đuổi người độ. Mùi gỗ bè sụn rồi đi. Cảm ơn. Ngay gần nghiệm mất ác á. Là chứ tưởng mua bùa không sao. Để lên đi. Sao cái ăn đủ mua bê. Có đủ một liếm sao có. Mua bùa trời. Bùa kinh. Rồi rồi ăn rồi rồi lấy ra. Rồi ta hãy vắt xuống luôn. Ơi! Dạ. Rồi rồi rồi. Ướp cả. Nông phạm mua má chi mà bỏ ram là được mấy con đấy. Cả nha. Phải dùng thiết bị các bạn kìm. Đã rồi. Bọc mồi bỏ xuống. Mồi là một kiểu băng ở bàn này. Anh ảnh lại dính cả các bạn đang kéo lên. Nhong nhong nhong. Không đụng cái mang hoàng đâu. Phạt thứ ba. Mà dính được. Hiểu rảy á. Bỏ ngay luôn hiểu rồi, bỏ ngay đi.
có ngư các bạn này. Đấy, lò ngư đấy, tầm 20 con. Con năm làng. Bây giờ sẽ móc mồi bỏ xuống tiếp. Chúc đã mực cờ dễ vắng này. Bắt tỏi dính. Có cả với đâu, có cả lên. Anh chơi chứ. Anh tắt lên. Ô. Đi. Có cả với đâu, có cả lên chơi chứ. Cần bị mấy đồ lên. Lớn nhất đan. Ta dính cả tiêu các bạn. Nhong. Bắt tỏi cũng chín luôn các bạn. Thì đã phải bắt tỏi. Đeo đấm con số hả? Đeo đấm gầy.
tay mà không ăn nó bất cứ nghiêm đấy đi. Thả nó lên nước. Giờ sẽ móc mùi mực sống vớt xuống lại. Ông kia đang xúc cả bàn thuyền trưởng xúc mùi. Đây là anh Hiếu nha các bạn, anh Hiếu đang kéo câu cá dân rồi chưa giáo tay hay có khác bàn cáo ấy. Bàn cáo bầu đâu mà Mỹ Thiên cũng dính cá đâu các bạn, anh đâu hết rồi đang đấm. Chả mua được chú Long. Và đây là mùi của anh Tèo. Mùi anh Tèo đang sống. Mà cá nó chi là người lên cá trước.
thanh long đậm cá dính luôn. Đâu đâu mùi thuyền lên cá trước, ở đây lên cá đây này. Đâu? Yes, một con. Đây này còn một con nữa. Nhung, ơi, cá ni. Con đi thì có người này băng chắc. Tôi coi đi nè, Rồi, xúc mua bỏ xuống từ các bạn. Con ngoài này của anh Hiếu này mô, con mô. Lớn nhất trong tàu. Lớn nhất. Number one. Hôm nay bắt tỏi bén này, đến nay ăn teo cũng bén luôn. Dương, Dương, lấy cái tập bắt thế. Dương, lấy tập bắt thế. Dương. Chạy hai bữa một con, còn bên ăn teo thêm một con các bạn. Teo bên này nè. Bắt qua tại đi luôn, bắt tao đi luôn. Dòng xuống mua mực chớp. Kéo đi. Chùa mừng mua ấy không? Nhong. Một phát ăn luôn.
Anh Hiếu, 20. Giờ sẽ gỡ lưỡi. Đơn giản tôi là Maria. Mắc mét, mắc mét. Bọc cổ lại đây nè. Đây, gửi ra. Ai không cần hiểu. Bây giờ sẽ móc môi vào kiểm tra ram. Đấy, đứt là phải vứt thay ram. Bàn tỏi dín. Đâu luôn, bàn mẹ luôn cháy. Bàn 5 con nữa. Nhông nhông. Đấy. Ê, đưa vô đá, đưa vô đá. Anh đang chạy câu các bạn, chạy tù lúng tà lá. Đâu này dính cá, đâu này dính cá, mình sẽ chạy tới. Ui, trèo lên rồi nhanh quá. Kéo máu vậy. Rồi. Em nhỏ nhỏ xin. Một riêng à? Ba con, một con. Giờ mọc mồi vào, thả xuống. Nhọng lên, nhọng lên. Ui, mọc máy. Một mét. Chỗ tao cầm câu ấy không? Tới tới tới. Xúc cho hiểu ngon lắm. Xúc
xuống kia không có luôn luôn ta. Mực dưới này được 3 này, mực sống. Xuống đi, xuống thì chập bò lột. Đưa mua cho anh hiểu Dubai. Ờ. Ui, cá xoa nơi các bạn này, ba con. Ai mà nơ nhiều thì làm miếng. Ai vẫn nơi thôi các bạn. Ê, ba con. Anh quấy mẹ cái nóng lên tại xóa nơ mày ba. Hỏi sức cá. Đấm. Nga đâu rồi, chạy đâu đi đâu nga đâu. Lão vứt răng mắc tới đâu đi tay à? Sau khi câu 2 tiếng thì thuyền chúng mình sẽ quẩn câu. Tất cả anh em quẩn câu hết để chạy đi điểm khác. Được các bạn, thuyền chúng mình sẽ chạy đi một điểm khác. Và cả đây là thành quả của 2 tiếng. Xin rất là nhiều các bạn. Cái con nhông này ăn đơn nhỏ, lưỡi nhỏ nó đứt nhiều quá. Đây là sối cá đã. Thì nữa để xem được bao nhiêu con. Rồi giờ thì đưa cá xuống hầm các bạn. Để xem được mấy con. Một. Con này là con thứ nhất. Đây là em bớp đầu tiên. Bớp này chỉ 500, 600, 700 các bạn, tùy theo chữ. Một con. Để cá vô mà, để cá vô mà. Cá vô, cá vô, nhông, nhông, nhông. Để cá vô cho bỏ bên dưới đi, để cá bé nó bỏ bên dưới lắm. Đây, con nhông là con thứ hai. Đưa xuống hầm. Kia có một người xem muối các bạn, muối. Rồi, xuống kia là tôi, ôi, để tôi. 3, 4, 4 con. Nhông, nhông,
con. Tớn luôn các bạn, tớn lắm, cho nên phải chuyên. Năm. Sáu. Con tầm 5 cân, 5 đến 8 cân. Bảy. Tám. Ui, con này to này. Chín. Mấy chín con các bạn, phù lốc đá đã. Sắp nhất mười, còn đây là con thứ 10 này. Mười một, con này to, con này to vậy được hai tay. 13. Sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Mười chín về con cá bớp là 20 các bạn. 20 con cá nhông. À 20 con rồi. Cá bớp. Đấy, một em cá bớp. Đây. Đây một con này là hai. Hai em cá bớp. Đây là cá cam. Đây, 23 con. Còn 3 con cá lâu nữa là 26, tổng cộng là 26 con. Còn một con nhớt các bạn này, nhớt rất là trơn rồi. 26 con, bây giờ xe phù đá. Rồi, như vậy phù đá đã xong các bạn. Video đến đây là kết thúc. À, thuyền miền chạy tới điểm thì gặp một thuyền trai có được trật các bạn. Đây là thuyền trai này. Trai là nhiều bóng quá, rất là sáng, không biết là tàu số bao nhiêu. Quay thuyền trai này một chút đã. Lỡ thuyền của ai? 4 gian các bạn, 4 nhân siêu, nhưng mà đủ được 2 gian thôi, còn 2 gian dưới nữa.
rồi, video đến đây là kết thúc nha các bạn. Video câu cá nhông, điểm cá nhông các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like nhá, một đăng ký kênh, và các bạn hãy comment giúp mình. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha, bye bye. Hẹn gặp lại.